Xin chào bạn, đây là cái con AirPods 2 bản có sạc không dây và đây là bản cao cấp nhất nên các bạn có thể sờ ở đây cái hộp này nó sẽ nổi khối như hàng thật vậy đó. Rồi cái hộp nó thì cũng y chang như hàng thật thôi và nó cũng có chữ Design by Apple in California. Rồi cũng có một sợi dây cáp Lightning. Đây là bản của nó đây. Bây giờ mình sẽ test ha. Đó, các bạn có thể thấy là nó hiện liền luôn. Vì nó có chip H1 giống y như hàng thật vậy đó. Và nó cũng có thể gọi Siri và các chức năng giống y như hàng thật luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test sạc không dây cho các bạn xem. Ở đây thì mình có cái cục sạc không dây của Xiaomi, sạc dự phòng á. Bây giờ mình sẽ để lên. Vì đây là sạc dự phòng nên các bạn nên cần phải nhấn nút ở trên đây mới sạc được. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn nút cho các bạn xem. Nó đèn đã sáng là đã sạc rồi nhé. Vì đây là một chỉ là một clip demo cho các bạn xem thôi. Cái clip chi tiết á, thì mình sẽ để link ở bên dưới hoặc các bạn vào kênh YouTube của mình các bạn xem nha. Các bạn mua đợt đầu thì các bạn sẽ được tặng kèm theo cái bao đựng Supreme như thế này, màu đỏ hoặc màu đen, rất là tiện lợi và có cái đầu móc như thế này luôn. Và các bạn được miễn phí vận chuyển nữa. Link mua hàng mình sẽ để bên dưới, số điện thoại mình để ở đây. Rồi xin cảm ơn các bạn.